1542, Lý Bí, còn gọi là Lý Bôn, đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy chống ách đô hộ của nhà Lương. Năm 544, ông lên ngôi hoàng đế, Lý Nam Đế và lập nên nước Vạn Xuân tồn tại đến năm 602. Đầu thế kỷ thứ 6, nhà Lương đô hộ Giao Châu, chúng thực hiện chính sách phân biệt đối xử với người Việt, bóc lột nhân dân ta nặng nề. Thứ sử Giao Châu là Tiêu Tư đã đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, hà khắc tàn bạo, mất lòng dân. Lý Bí, còn gọi là Lý Bôn, quê ở Phổ Yên, Thái Nguyên ngày nay, được cử giữ chức chỉ huy quân đội ở Đức Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Vì căm ghét mọi đô hộ, ông đã từ quan về quê và liên lạc với các hào kiệt trong vùng để chuẩn bị nổi dậy. Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, các hào kiệt khắp nơi thường ứng như Tinh Thiều, Triệu Túc, Phạm Tôn. Chỉ sau hơn một tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận, huyện, làm chủ thành phố Bắc Ninh, thủ phủ. Triệu Túc giúp vua cai quản mọi việc, Tinh Thiều đứng đầu ban văn, Phạm Tư đứng đầu ban võ.